Vụ án đồng tâm diễn biến tiếp theo là gì? Như vậy, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án trong vụ đồng tâm, các diễn biến tiếp theo có thể là gì? Trước hết, ta cần hiểu, đây là bản án sơ thẩm và chưa có hiệu lực, việc thi hành án chưa bắt đầu. Kháng cáo, kháng nghị, trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, tức là từ ngày 14 cho đến 29 tháng 9, có hai việc có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu không có kháng cáo, kháng nghị, toàn bộ bản án sẽ tự động có hiệu lực kể từ ngày thứ 16, tức là ngày 30 tháng 9. Khi đó, tiến trình thi hành toàn bộ bản án sẽ bắt đầu. Thứ hai, nếu có kháng cáo, kháng nghị. Trong trường hợp kháng cáo, nếu có bất kỳ bị cáo bị hại hoặc người đại diện của họ kháng cáo, vụ án sẽ bước vào giai đoạn phúc thẩm. Toàn bộ vụ án sẽ được đem ra xét xử lại. Nếu quá 15 ngày mới có kháng cáo thì tòa cấp phúc thẩm vẫn có thể xem xét chấp nhận trong trường hợp có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn theo điều 335 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp kháng nghị, nếu viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có kháng nghị với một phần hoặc toàn bộ bản án thì vụ án cũng sẽ bước vào giai đoạn phúc thẩm riêng với viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, họ có 30 ngày kể từ ngày tòa tuyên án để kháng nghị. Xét xử phúc thẩm là gì? Theo điều 330 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Hiểu đơn giản toàn bộ hoặc một phần bản án sẽ được tòa cấp trên trực tiếp xem xét lại. Tòa cấp trên trực tiếp trong vụ này là tòa nào? Đó là tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Khi nào thì xét xử phúc thẩm? Hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết cách tính thời hạn, nhưng ta có thể ước chừng một vài mốc cho các diễn biến kế tiếp dựa trên Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Thứ nhất, chậm nhất là 75 ngày kể từ ngày thủ lý vụ án. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Như vậy, ta có thể dự đoán trong trường hợp có kháng cáo thì thời hạn ra quyết định sẽ rơi vào ngày 13 tháng 12 là ngày Chủ nhật. Vì thời hạn rơi vào ngày nghỉ, nên thời hạn ra quyết định có thể chuyển sang thứ hai 14 tháng 12. Trường hợp thứ hai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa ra vụ án xét xử, tòa phải mở phiên tòa phúc thẩm. Như vậy, ta có thể dự đoán trong trường hợp có kháng cáo, thì ngày mở phiên tòa muộn nhất là ngày 29 tháng 12. Trường hợp thứ ba, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tòa phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cung cấp người bào chữa, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Ngày này sẽ rơi vào ngày 23 tháng 12. Trường hợp thứ tư, tòa có thể hoãn xét xử phúc thẩm tối đa 30 ngày, tức là đến ngày 28 tháng Giêng. Lưu ý, thực tế cho thấy tòa án hoàn toàn có thể sẽ vi phạm quy định về thời hạn và phiên phúc thẩm có thể diễn ra trễ hơn so với các mốc trên rất nhiều. Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, những chuyện gì có thể xảy ra? Thứ nhất, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có thể thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn như tạm giam. Tuy gần như không có khả năng nào một số bị cáo sẽ được cho tại ngoại chờ xét xử, luật vẫn để ngỏ khả năng này. Thứ hai, nếu những người kháng cáo kháng nghị rút đơn thì tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm, khả năng này cũng khó xảy ra. Thứ ba, cả diện kiểm sát và bị cáo, luật sư đều có quyền bổ sung chứng cứ mới. Thứ tư, luật sư, người nhà vẫn có quyền gặp các bị cáo, các cá nhân, tổ chức khác như báo chí, tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế dân dân, có thể làm đơn đề nghị thăm gặp bị cáo. Kết quả phúc thẩm có thể là gì? Theo Điều 355 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, kết quả của phiên tòa phúc thẩm có thể là một trong các quyết định sau. Thứ nhất, không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thứ hai, sửa bản án sơ thẩm. Thứ ba, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại. Thứ tư, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Thứ năm, đình chỉ việc xét xử phúc thẩm nếu bên kháng cáo kháng nghị rút đơn. Trường hợp sửa bản án sơ thẩm, nếu kháng cáo là của bị cáo thì tòa không thể sửa theo hướng bất lợi cho bị cáo trường hợp sửa bản án sơ thẩm nếu là kháng nghị của viện kiểm sát hoặc kháng cáo là của bị hại thì tòa có thể sửa theo hướng bất lợi cho bị cáo sau phiên tòa phúc thẩm thì có thể làm gì bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực ngay lập tức nếu tòa tuyên y án sơ thẩm hoặc sửa án nhưng giữ các hình phạt việc thi hành án bắt đầu các bị cáo trở thành người chấp hành án Lúc này, những người bị kết án tử hình vẫn còn cơ hội xin chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình trong vòng 7 ngày kể từ ngày tuyên án, vận động xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Nếu tòa tuyên án theo các trường hợp còn lại thì tùy từng trường hợp mà có các lựa chọn pháp lý khác nhau.